Chào mừng bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Social TV. Tiếp nối trong video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin mới. Mới đây thì bé Tuyết Nhung có chia sẻ là bé ấy trong lúc đang trang điểm có live stream chia sẻ mọi người được biết là bé chuẩn bị đi ghi hình, chuẩn bị cho MV ra trên kênh của bé và người bạn diễn. Cái tật lo nhìn quên đoạn mình hát chưa bỏ được của bé Nhung. Không biết khúc này bé Nhung với anh Võ Hoàng Huy nói cái gì mà cười quá trời. Mọi người cùng đăng ký trên kênh của hai anh em để đón xem những sản phẩm trong mùa xuân này nha. Cả nhà cùng tặng cho kênh của anh Sắc Long một ngón tay đẹp nha. Tặng cho em một ngón tay đẹp luôn nếu cả nhà chưa bấm đăng ký kênh bé Nhung ạ. Vậy là sản phẩm mới là sự kết hợp song ca giữa Tuyết Nhung và ca sĩ Sắc Long. Đây là một cái bài hát có thể là mang hơi hướng dân ca, tại vì trang phục Tuyết Nhung diễn trong cái MV này là áo bà ba, và đặc biệt áo bà ba màu hường nữa mọi người. Và với tông màu trang điểm của nhà make up Đăng Lê thì mọi người cũng khen là lần trang điểm này quá đẹp, cũng như tạo hình xuất sắc. Nhiều fan đồng loạt để lại bình luận là khen dưới bài chia sẻ của Tuyết Nhung: đẹp lắm con gái ơi, chúc con lúc nào cũng tỏa sáng nha. Vậy là sự kết hợp vừa qua trong một mini show của Tuyết Nhung cùng với ca sĩ trẻ Sắc Long đã nhận được khá nhiều bình luận khen, và do đó hai bạn trẻ tiếp tục kết hợp với nhau để ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc cùng nhau đăng lên kênh YouTube của hai bạn. Thì cũng mong là mọi người hãy vào kênh của Tuyết Nhung với lại Sắc Long để xem các sản phẩm âm nhạc mới này nhé. Và hôm nay mới vừa tức thì Tuyết Nhung chia sẻ là những bài hát bé Nhung hát trong đêm 31 vừa rồi lần lượt đã có trước một bài rồi nha cả nhà. Bấm vào link để đón xem cả nhà ơi. Vậy là tiếp tục bài hát trong show đón giao thừa, đón năm mới 2024 của Đàn Gà Con đã được đăng tải trước một bài trên kênh YouTube của Tuyết Nhung. Vậy thì mọi người hãy vào xem để ủng hộ view cho bé nhé. Riêng thông tin về quản lý Diễm Phạm, mới đây Diễm Phạm đã chia sẻ lại đoạn clip vào năm 2022 khi các bạn hát lại bài hát để tưởng nhớ mẹ mình. Diễm Phạm chia sẻ là mất mát lớn mới hiểu được và thương các con hơn. Cha con mình mồ côi, Phạm Đức Hiếu. Thì như chúng ta đã biết, thời gian qua thì Diễm Phạm phải chịu tang mẹ. Do đó có lẽ khi ghi dòng status này, cha con mình mồ côi, Phạm Đức Hiếu, thì Diễm Phạm đang ở trong một cái tâm thế cũng giống như các con của chị hai đều mất mẹ. Do đó khi có mất mát rồi, chúng ta mới hiểu được những giá trị nào là lớn lao. Và đặc biệt quản lý Diễm Phạm đã tác tên của bé Đức Hiếu vào, vì trong clip này Đức Hiếu hợp ca cùng với chị Thiên Ngân, chị Tuyết Nhung và các bé như là bé Như, bé Trí, bé Đạt và các bé ở tại chùa nữa, và chuẩn bị cái ca khúc này để tri ân tưởng nhớ mẹ. Thì giờ đây khi Diễm Phạm chia sẻ lại đoạn clip này thì nhận rất là những lời chia sẻ động viên của fan dành cho Diễm Phạm: thương em, thương các con lắm, lòng mẹ bao la rộng lớn, che chở và bảo bọc các con. Mất mẹ là mất cả bầu trời thương nhớ, mất mẹ là mất tất cả. Cố lên ba Diễm nhé, hôm nay Diễm tha Nhung chăm lo cho đàn con thơ dại. Thương em lắm, trân quý tình cảm Diễm đã dành cho các con. Chúc Diễm và các con luôn nhiều sức khỏe nè, hạnh phúc bên đàn con thân yêu. Nhung rất vui và rất tự hào về em và các con. Nhìn những hình ảnh này, nghe các con hát mà đau lòng như ai cắt. Thương Diễm và các con lắm đó. Thương lắm ba Diễm ơi, nỗi đau này ai thấu hiểu cho. Mỗi ngày qua đi lại càng nhớ nhiều hơn. Có mất mẹ thì nỗi đau lòng mới thấu, đau buồn làm sao.
Từ nay không còn nghe giọng nói, tiếng cười, xin chia buồn cùng Diễm. Mẹ tôi cũng đã mất mấy tháng nay. Có lẽ nếu ai ở trong tâm trạng có mất mát thì sẽ hiểu được nỗi đau lòng này. Và có thêm một thông tin mới mình muốn chia sẻ để fan hâm mộ được biết. Đó là vào ngày 5 tháng 1 năm 2024 thì trên kênh cá nhân của ca sĩ Mạnh Quỳnh sẽ ra mắt ca khúc bài ca Xuân tặng người. Đây là một ca khúc trong thời gian qua ca sĩ Mạnh Quỳnh đã sáng tác và thu âm, sắp sửa trình làng cho mọi người được nghe. Nội dung thì rất là hay, mình xin chia sẻ lại nội dung bài hát này. Tôi viết bài tình ca tặng người em gái cách xa nhau nghìn trùng. Tôi viết bài tình ca chúc tâm tư ngọt ngào gửi trọn yêu thương và nỗi nhớ khôn nguôi. Em có nhớ những ngày xuân năm đó, ta bên nhau xuôi ngược khắp phương trời, giọng hát tiếng cười làm cho đời vui. Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi. Trời vào xuân, phố xá rộn ràng vui. Trời vào xuân, muôn ngàn hoa khoe màu. Em có còn về thăm mái nhà xưa? Ngày em đi, xuân buồn, xuân không về. Tháng năm dài, buốt giá một mùa đông. Tôi viết lời tình xuân, trao người em gái đã xa xăm nghìn trùng. Năm tháng dù lặng trôi, kiếp ca nhân một đời. Tôi nguyện dâng hết dù sự thế đổi thay. Tôi vẫn hát khúc tình ca tha thiết. Hát cho em, cho nhân thế sau này. Lời hát ru em vào trong mộng mị. Trần gian khổ lụy bận lòng chi. Ngủ say giấc nồng bạn mình ơi. Viết xong ngày 18 tháng 12 năm 2023. Đây có lẽ là ca khúc mà sau khi tham gia show Paris by Night 137 trở về thì ca sĩ Mạnh Quỳnh đã sáng tác ca khúc này với một nỗi niềm khá là nhiều nỗi nhớ người bạn diễn của mình. Và tuy chưa phát hành nhưng mà cũng có khá nhiều bình luận của fan hâm mộ để lại trong phần bình luận của kênh anh như sau. Diễn biến tâm lý qua nhạc Xuân, ba cái mùa xuân gần đây của chú. Bài hát Xuân vắng em có vẻ chưa chấp nhận. Xuân vẫn nhớ người, có vẻ cố chấp nhận được chút xíu. Bài ca Xuân tặng người có vẻ đã chấp nhận sự thật. Phải nói là trong thời gian qua gần 3 năm thì fan hâm mộ chúng ta vô cùng thương tiếc. Và dù gì thì sự thật cũng sẽ là sự thật. Người ở lại vẫn cố gắng sống tiếp, bước tiếp. Và có lẽ ca sĩ Mạnh Quỳnh thì luôn hứa là sẽ hát và sáng tác đến tận cuối cuộc đời. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi ca khúc mới này của anh trên kênh YouTube của anh nhé.